Vào mùa đông tại miền Bắc thì tình trạng rét đậm rét hại diễn ra thường xuyên. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Rét đậm rét hại cũng là nguyên nhân khiến cho nguy cơ bị bỏng lạnh gia tăng. Các triệu chứng nhận biết khi bị bỏng lạnh, da có cảm giác châm chích hoặc bị tê, da bị đổi màu, các màu như đỏ, trắng, xám hoặc da bị vàng, có mụn nước trên da, đau các khớp xương và xuất hiện dấu hiệu đau xung quanh khu vực tiếp xúc. Các chuyên gia y tế khuyến cáo để phòng bị bỏng lạnh, người dân chú ý giữ ấm cơ thể khi thời tiết rét đậm rét hại, bổ sung đủ nước và dinh dưỡng cho cơ thể, không nên ở ngoài trời quá lâu khi ngoài trời nhiệt độ hạ thấp, rét đậm rét hại diễn ra, tránh ra ngoài khi nhiệt độ dưới 0 độ C. Nếu bắt buộc cần ra ngoài, người dân nên mặc quần áo ấm, bảo đảm không có vùng da nào bị lộ ra ngoài, lựa chọn trang phục rộng rãi, không thấm nước.